Rồi, bẫy được cua. Gẹ chứ, bẫy được gẹ. Gẹ, mấy bạn ơi, gẹ, gẹ. Đã rã luôn. Rồi, có lý hả ha. Mấy con gẹ này á ngon dữ lắm mấy bạn ơi, ngon dữ lắm luôn á. Này quá trời gió luôn. Cái này sao nó bị dướng ấy. Cái đó đó. Ờ, có lý nha. Vậy anh khám mấy cái bãi kia luôn. Of course. Dục này xuống lại. Of course. Này có con, nó bị rớt hết cái càng rồi. Bụng ra mày. Giờ để khám mấy cái bẫy khác. Có hả? Có. Wow. Wow luôn á, đã luôn. Wow, có blue crab luôn. À hả? Mấy con gà này nó không có được bự ha. Ờ, à, nó nhỏ xíu gì không á. Có lý nha. Được lắm hết luôn. Ôi, có cua nữa luôn ơi, gẹ chứ. Thấy chưa? Wow, đã không? Wow, trời ơi, quá trời luôn. Đến, nó chạy, nó chạy. Wow, có blue crab nữa nè. Trời ơi, nó lên, phải đóng luôn. Wow. Ôi, con này có trứng em. Vậy mình bỏ nó lại đi. Yeah. Bỏ nó lại ha. Mấy con có trứng. Wow, vô đó. Chừng nó cắn á. Anh lấy bao tay anh mang vô. Để em lấy bao tay cho. Mấy con có trứng cho nó bỏ xuống nó đẻ. Có lý nha. Có lý các bạn ơi. Trời ơi. Bữa nay là Lu Linh ra đây câu cá nè, bỏ nó xuống lại. Nè, coi cái trứng không à. Nó quá trời nè. Dạ Lu bỏ lại. Nè, thấy trứng không? Aha. Wow. Rồi. Ở đây là ghẹ là bao la luôn mấy bạn. Aha. Man. Từ nãy giờ á mình mê câu cá gẹ là mình quên chào mấy bạn luôn. Dạ Lu Linh xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lu Linh TV. Bữa nay là một cái ngày Lu Linh dẫn mấy bạn đi bắt gẹ biển mấy bạn. À, mấy con gẹ này là không có regulation bởi vì mình bắt được, nhưng mà con nào có trứng á thì mình thả nó lại nha. Đặng nó có thể xanh nè, đặng mình bắt nó lại được. Bắt nó thả lại ha đi. Được không? Thôi. Cái grab cứng quá vậy. Mấy bạn thấy cái lưới Lu mua lợi hại mấy bạn. Ra đây là hết sảy ha. Hết sảy. Cái ngày mà không có phải là này chỉ thử thôi. Rồi thả nó xuống nè. Mấy con gẹ này là nó nhỏ cỡ này á chứ bạn. Nó còn bự hơn nữa. Nó chưa lớn vậy hả? Hả? Nó nhỏ vậy đó. Mà thịt nó ngon dữ lắm luôn á. Rồi thả xuống. Rồi. Quá đã luôn. Tiếp tục nha các bạn, tiếp tục cái thứ nhì. Này mình thả xuống không có lâu. Cái này có không? Quá trời luôn. Ui đó. Trời ơi, wow, trời ơi luôn. Quá trời luôn á. Đã không? Quá đã luôn. Ủa hai con luôn. quá trời luôn. Hai con gẹ. Đã ha. Mùa của nó là sao ta? Em nghĩ vậy á. Em cũng không biết nữa.
ở đây á, gẹ nhiều lắm mấy bạn, mà thịt á, thịt nó rất là ngọt luôn, ăn khác cho mấy con cua mình nha. Sao cái bông nó đẹp không? Hả? Ăn cái thịt nó ngọt lắm, cá khá cua của mình. Anh mấy người câu cá người ta dùng ghẹ này người ta câu cá anh. Yeah, yeah. Có. Có luôn phải không? Thôi. Ôi trời ơi. Coi nè. Rớt con. Cái nào kéo lên cái nào cũng có hết á. Mà anh có blue crab nữa anh. Đúng đúng đúng. Toàn là bự không á. Rồi đúng, hết sảy luôn. Tôi đang ăn cái thịt gà của anh. À hả. Hết sảy. Mấy bạn biết này á. Mấy bạn biết này, Lu giỏi lắm, Lu thưởng cho Lu luôn một lon mới được. Bữa nay là mình ra đây chủ yếu là mình bắt ghẹ cho mấy bạn xem cái video này. Chứ câu cá không rồi mấy bạn coi rồi mấy bạn cũng hơi chán rồi. Giờ mình chơi cái chiêu mới, giờ mình bắt ghẹ cho mấy bạn xem ha. Cũng cái địa điểm này luôn, tại vì mấy bạn biết không, ở đây còn nhiều thứ mình chưa có làm lắm. Bởi vậy Lu Linh cứ hứa dẫn mấy bạn đi đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà chỗ này chưa có xong mấy bạn. Bữa nay là mình bắt ghẹ xong là mình mới tiến lên chỗ khác. Nhưng mà bữa nay mấy bạn phải coi hết này đi. Một hồi cái thùng xô này Lu chơi đầy luôn. Quá đã luôn á. Quá đã. Kêu bằng là quá đó. Thành công bữa nay. Mà mấy con ghẹ này thịt nó ngon dữ lắm luôn đó, chỉ mới lớn vậy thôi. Ghẹ bông á. Nó từ mấy bạn biết mà ghẹ Việt Nam cũng đâu có bự đâu. Yeah. Cái này 2 inch tới 5 inch thôi anh, 2 tới 5 inch là nó không có bự nữa. Đã. Rồi. Quá đã luôn, quá vui luôn. Bữa nay Lu Linh thành công. Lu bỏ xuống chừng mấy bạn biết chừng chỉ chừng 5-10 phút mà kéo lên, 50 phút kéo lên là hai ba con vậy mấy bạn. Dạ. Đó. Trời đón xem nha. Lu lúc này tiến bộ quá nha. That's a snapper. Oh, big one too, honey. Yep, it's a keeper. Yep. Con này bự nè. Oh man, đã không? À, quá đã luôn. Yes. Hơn 10 inch, chăm. Ôi, cái này là kêu. Uh-huh. Quá dữ. Đó, thấy cá đẹp chưa các bạn? Quá dữ, Lu dữ quá vậy. mấy bạn nào muốn học câu cá đó luôn có mở mấy khóa để dạy mấy bạn. Kêu lên YouTube coi là học được thôi. Đúng. Thử nha. Ôi. Quá lố luôn á. Lố. Nè thấy không, 11 inch luôn. Ôi quá bự quá bự. 11 inch. 11. Nha, thật chết luôn. Quá có lý luôn. Ui. Cá bự anh luôn. Oh boy. Oh, sảy ơi. Still on. Oh. Lady fish. Is that no? That's not a fish. Oh no, it's a bonehead. No, it's a bonehead. We gotta throw it back. Okay. That's why you see the wave fight. Yeah. Let me see. Okay. Con này phải thả lại các bạn. It's a bonefish. Not bonehead baby. Did you see the wave fight? Yeah. Con này mình bắt là giữ không được. Bị phạt. Rồi. Nó gớm xuống. À lúc này Lu tiến bộ quá trời luôn á. Quá giỏi luôn á. Từ nãy giờ mình bận rộn lắm mấy bạn. Bận rộn lắm. Bữa nay là kêu bằng mệt nghỉ. Lu có đủ đồ nghề hết đấy không các bạn? Đây, lấy cái thùng theo anh, lấy cái thùng theo. Gió quá trời luôn á. Ok, giờ cái kéo cái nào ta? Kéo cái chính giữa trước ha. Chính giữa đây phải không? Không, đây nè. Được chưa? Rồi, kéo lên ngay. Wow, anh nói không? Hai giờ bốn con. Hai, bốn con luôn. Ba, ô bốn. Bốn con.
thấy cho em. Hết sảy luôn nè, con này bự nè anh Lưu, con gà đó bự á, này mấy con gà đực. Hết sảy, có chừng cái tay anh á. Nay là Lưu, nay Lưu Linh quá tiến bộ luôn. Bữa nay là cái này. Ừ, cá dính câu. Ui, sảy hả? Chưa. Dạ. À, không á. Yeah. Oh. Lưu dính con ladyfish. Oh. Yeah, it is a ladyfish. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cua chưa xong rồi con. Yeah, this is a ladyfish. Anh Lưu dính ladyfish nè. Yeah. Good job, Lưu. Oh man. Cái flyer right there. Mấy bạn thấy không? Mấy bạn vừa cua mà vừa to vừa cá nữa bạn. Ô chịu không nổi bạn ơi. Nay quá bận rộn luôn lúc này, tiến bộ quá rồi. Mấy bạn thấy không? Bây giờ mình phải làm từ từ các bạn ơi. Ồ, mấy cái con cá này mấy bạn biết không? Làm ăn á trời ơi ngon dữ lắm luôn á. Nghe làm chả. Chả hết sảy. Lúc này Lưu tiến bộ quá mấy bạn ơi. Thấy các bạn thấy lúc này tay nghề của anh Lưu quá giỏi không? À, đúng tiêu đúng mà ai mà cũng học mấy khóa đó cho mình biết nha. Lên coi YouTube. Lên coi YouTube của Lưu á. Nè coi nè. À, baby fish hả? Trời ơi, con cá này làm chả là khỏi nói rồi má ơi không? Quá đã luôn. Má ơi, coi chừng cái này dính nó cần câu em. Ok. Thấy không? Chưa có gỡ cua xong nữa là tới cá. Chưa cua tới cá. Đó thấy chưa? Nè, này được nhiêu đây nè. Các bạn thấy chưa? Đó, giờ mình hạ xuống em. Đó. Này nói luôn mình lính quýnh luôn à. Tại các bạn biết mình bận quá bạn. Nè nè, coi này ngang. Nào. Đầy không anh, đầy không? Đầy. À, trời ơi, nè, ôi. Đó. Rồi, giục con gà này xuống, nè, con đó có con chân. Con... Này thật, ây da. Đau mày, hả? đau mày. Mày làm tao đau mày. Anh ta nói mấy cái con gà này nó dữ dữ lắm. Bữa em nói anh mà. À, còn con rồi. Này mình thả xuống lại. Dạ, thả con đó xuống. Nó có trứng nè. Nó kẹp cứng quá, nó ra được không? Tháo nó. À, rồi. Thả xuống nha. Giờ để thêm đi. Uh-huh. Cho tao ra tao cầu tiếp. Ở đây á, Lu đem ra cái ba cái sợi của Lu. Uh-huh. Một chút nữa, chút xíu nữa thanh sát cái này. Mấy bạn biết không, vừa ấy cua mà vừa ấy con cá nữa. Này anh Lưu mua cái đèn pin nữa, các bạn thấy không? Tặng cho gái em đang ấy nè. Anh cứ kéo lên. Đây. Rớt hả? Tại nó nhỏ quá đó. Trời ơi, hết sảy. Mấy con này ăn là kêu bằng á. Hết sảy. Quá giỏi Lưu ơi. Mấy con này ăn đã lắm, ngon lắm, thịt chắc lắm. Anh Kevin ơi, tụi em nghe lời anh để cái đùi gà ở ngoài cho nó thủm thủm á. Uh-huh. Là nó work quá good luôn nha anh. Nếu mà coi cái video này á. Nếu mà anh mà coi cái video này á, Lưu cảm ơn anh nha. Tại vì anh là cái người cho Lưu biết. Uh-huh. Là để cái đùi gà ở ngoài cho nó bị thủm á. Tặng cho có mùi vị nhiều hơn, mấy con cua nó bám vô mấy anh. Cảm ơn anh Kevin nha. Lúc này là anh Lưu của em tiến bộ dữ lắm luôn. Lúc này là mình lên không sợ nói bạn ơi. Ok, now. Next. Nhiều rồi nha, nặng rồi nha.
Nặng rồi nha. Mấy bạn thấy không? Kéo lên đó là thấy không? À, quá trời luôn. Trời ơi, con này bự nha, mấy con gà này bự nha. Đó gà đực á anh. Hả? À. Thích sảy. Thích sảy quẩy. Wow. Quá thành công, quá vui luôn. Gà đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Yeah. Speckled crab. Hey, let me land my. Is that a piece of chicken? Drumsticks? Yeah. Yeah, they eat. They love drumsticks. That's the secret sauce. Everybody loves drumsticks. What do you guys do with them? Boil them. Yeah. Yeah, man, this is good eating. That's cool. Wow, cái này nhiều quá trời anh. Wow. Oh. Cầm lên luôn, cầm lên, cầm lên, cầm lên. Ôi đã không? Ừ. À, đã không? Đây mấy con gà nè. Ôi mấy con gà đực này là quá bự luôn. Có lý ha. Uh-huh. Có lý ha. Oh man. You catch it right. Yeah. Oh, how you like it? Cái con này cái gì vậy ta? Con cua cái gì vậy? Oh, what kind of crab is that? Nhìn nó xấu quá. Uh-huh. Nhìn xấu quá. Đấy. Oh, cái này giống như cua con... hả? Uh-huh. Biết cua gì á, em giục lại xem. It's like a spider crab. Gà. Nè các bạn, hồi nãy giờ à, được nhiêu đó rồi đó. Đã chưa? Không? Đã chưa? Các bạn thấy chưa? Nó bữa nay thấy không? Thấy không mấy bạn? Thấy. Bữa nay là lưu thành công rồi đó mấy bạn. Thấy chưa? Lưu giỏi ghê không? Đó. Mình có cua... Có gà. Cua gì gà vậy là blue crab luôn mấy bạn. À hả? Bữa nay mình câu này cũng hơi khá mấy bạn. Giờ hết giờ người ta đóng cửa rồi. Giờ mình phải chuẩn bị, giờ mình đi về mấy bạn ơi. Mai mốt mình ra đây sớm chút xíu nữa bạn mình câu cho mấy bạn xem ha. Nhưng mà cái này á mình làm khoảng giấc tối á nó mới ăn nhiều hơn ban ngày mấy bạn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Lưu Linh đang kiếm chuyện view á mấy bạn. Câu gà, yeah. Gà biển. Yeah. Rồi bữa nay full moon nữa nè, mặt trăng. Yeah. Rồi, giờ mình bye các bạn. Yeah, bye, hẹn gặp lại sau. Giờ Lưu Linh đi về. Peace.